Quang Hải. Vẫn là Quang Hải đột phá. Chuyển cột lên. Chân chạy. Đó thật sự là một pha ghi bàn đẳng cấp. Chúng ta có bàn thắng nữa hòa. Có lại đấy. Thương Châu. Sức nóng chắc chắn đã được đẩy lên cao hơn rồi. Bàn thắng thứ 5 của Quang Hải ở giải đấu năm nay. Điểm 10 cho bàn thắng này. Hoạt động bóng đá rất ý nghĩa với sự có mặt của nhiều tên tuổi trên thế giới. Ba con người của Quang Hải phạm lỗi nhỏ bé và sẽ gặp rất nhiều bất lợi khi đối mặt với các cầu thủ cao lớn ở đấu trường quốc tế. Đối chơi của Công Phượng có thể xuất hiện. Điều đó là một pha phối hợp của Quang Hải. Đúng rồi. Một thủ môn đẳng cấp thế giới thì có lẽ cũng chào thua với cú đá này của Quang Hải. Sẽ khép lại thì cầu thủ Jordani thì đi đồ tấn công rất rõ ràng. Có tới 25 bàn thắng, điểm số ghi bàn rất tốt. Đang theo Văn Hậu có thể nói là rất chặt. Tạo một pha ngả người cực dẻo của Quang Hải và lưới Malaysia đã rung lên. Tốt nhiệm vụ phòng ngự, họ để cho câu lạc bộ Hà Nội có nhiều cơ hội nguy hiểm. Không thể tin nổi, ai một pha bắt vô lề quá đẹp mắt. Không có lỗi được gì, Quang Hải điểm có thể nói là dễ dàng. Phan Văn Đức, Hồng Duy. Quang Hải
Đáng ngon, đáng ngon. Đậm chất kỹ thuật của cầu thủ mang áo số 19. Đúng là Quang Hải khi đã cởi bỏ được áp lực tâm lý thì sẽ thi đấu thanh thoát và hay hơn rất nhiều. Vẫn còn pha phạt Đức. Dứt điểm. Quang Hải chứng tỏ được đẳng cấp của anh. Nhà bóng trở lại, dứt điểm một chạm, tỷ số là đẳng, có đàn lòng phải nói là đẳng cấp của Quang Hải. Xuất hiện ngay từ đầu và có cú đá đầu tiên của chúng ta, cú đá phạt của Quang Hải, dứt điểm. Xuân Trường. Quang Hải, chân trái, wow. Có bóng sang chân thuận của mình trước một rừng cầu thủ phòng ngự của Qatar và sửa có bóng. Quang Hải, lại là Quang Hải. Sơn Mai Cát Ơn đã tài trợ phát bóng trên đường này. Quang Hải. Tỷ số là 1-0 dành cho đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta ở phút 7 của trận đấu. Goalkeeper to come off the bench. Goal! Give it away. Một công dành cho các cầu thủ Việt Nam. Khi thì Phan Văn Đức hoạt động rộng và Quang Hải đá cao, còn lúc này thì đang là sự xuất hiện của Quang Hải. Cầu phương! Vào công! Thank you.
đã bị chặn lại. Không được. Quá tốt. Bên trong một cái tố. Khoảng trống. Sút bóng. Không vào. Vị trí của Văn Quyết. 2-0. Rất hay, vẫn là Công Phượng. Đáng khen cho sự bình tĩnh của Công Phượng. Đội bóng áo trắng không phải là việc các chân sút không tận dụng thời cơ, mà vấn đề là họ không thể tạo ra được thời cơ. Còn bây giờ là Công Phượng. Quang Hải.